Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết trong những ngày đầu tuần tại Bắc Bộ nhìn chung cũng không có sự khác biệt rõ rệt so với những ngày gần đây. Trời chủ đạo là quang mây, nắng nhiều vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Trưa chiều độ ẩm vẫn khá thấp, chỉ từ 35 cho đến 45% nên cảm giác khá khó chịu, da rẻ khô hanh nên quý vị và các bạn cần lưu ý uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh để cơ thể luôn đủ độ ẩm cần thiết. Về đêm và sáng nhiệt độ giảm xuống khá sâu, chỉ từ 11 cho đến 14 độ tại khu vực Trung Du, Đồng Bằng, 7 cho đến 10 độ tại vùng núi, có nơi dưới 7 độ nên dù ban ngày nắng ấm, nhưng khi lưu thông vào sáng sớm, người dân cần lưu ý mặc đủ ấm. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay, thời tiết Hà Nội cũng sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất là 24 độ, trời khô ráo và có nắng ấm khiến người dân đi ra đường nhiều hơn. Tuy nhiên quý vị lưu ý là dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến ngày càng phức tạp, chúng ta cần tăng cường 5K, và hạn chế di chuyển đến nơi đông người. Tối và đêm nay, nhiệt độ về còn 14 cho đến 15 độ, trời rét. Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, cũng có chung kiểu thời tiết như tại miền Bắc, trời rét, ngày nắng hanh khô, đêm giảm nhiệt sâu, đặc biệt là còn duy trì trong 2 ngày tới. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ dưới tác động của đới gió Đông Bắc, mưa vẫn xuất hiện nhưng lượng không quá nhiều, phổ biến dưới 10mm một ngày. Tại thành phố Đà Nẵng, khu vực hôm nay cũng có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất là 25 độ. Mưa nên người dân ra đường cần phải di chuyển cẩn trọng và mang theo những vật dụng che mưa bên mình. Tối và đêm trời se lạnh, mức nhiệt giảm về còn 20 độ, trời se lạnh. Cuối cùng là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ở ngưỡng 28 cho đến 31 độ tại Nam Bộ và từ 24 cho đến 27 độ tại Tây Nguyên. Điều đáng lưu ý là nhiệt độ về đêm và sáng tiếp tục giảm thấp do sự khuếch tán của không khí lạnh phía Bắc, khiến cho mức nhiệt về đêm chỉ từ 14 cho đến 17 độ tại Cao Nguyên và từ 19 cho đến 22 độ tại Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ còn xuống dưới 19 độ. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nắng với mức nhiệt cao nhất là 31 độ. Từ tối trời chuyển dịu mát dần và thấp nhất đêm nay chỉ khoảng 21 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.